Đô Thơ Đức Hiệp Sơn Đồng là một trong những cơ sở uy tín tại làng nghề Sơn Đồng, chuyên sản xuất tượng Phật bằng gỗ với kỹ thuật sơn ta theo lối cổ. Kỹ thuật này tạo ra những pho tượng có độ bóng đẹp, bền bỉ và mang đậm dấu ấn tâm linh. Kỹ thuật sơn ta theo lối cổ tượng Phật là một kỹ thuật trang trí truyền thống lâu đời được sử dụng để tạo ra những lớp sơn bóng đẹp, bền bỉ và mang đậm dấu ấn tâm linh cho các pho tượng Phật. Kỹ thuật này đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và tay nghề cao của người thợ. Kỹ thuật sơn ta theo lối cổ tượng Phật tạo ra những pho tượng có độ bóng đẹp, bền bỉ và mang đậm dấu ấn tâm linh. Những pho tượng này không chỉ là vật phẩm thờ cúng, mà còn là tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự tinh tế và sang trọng. Sơn ta có khả năng chống thấm nước, chống mối mọt và chịu được tác động của thời tiết. Những sản phẩm được sơn ta theo lối cổ có thể sử dụng lâu dài, thậm chí lên đến hàng trăm năm. Sơn ta tạo ra lớp sơn bóng đẹp, mịn màng và có độ sâu màu tuyệt đẹp. Các hoa văn được vẽ tay tỉ mỉ tinh xảo, thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp. Kỹ thuật sơn ta theo lối cổ là một nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam. Những sản phẩm được sơn ta theo lối cổ mang đậm dấu ấn tâm linh và thể hiện lòng thành kính đối với các vị thần linh. Kỹ thuật sơn ta theo lối cổ là một nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và tay nghề cao của người thợ. Những sản phẩm được sơn ta theo lối cổ là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có giá trị sưu tầm cao. Ngoài ra, kỹ thuật sơn ta theo lối cổ còn có một số ưu điểm khác như Khả năng chống cháy tốt, dễ dàng lau chùi, vệ sinh, an toàn cho sức khỏe. Nhìn chung, kỹ thuật sơn ta theo lối cổ là một kỹ thuật truyền thống có nhiều ưu điểm nổi bật. Những sản phẩm được sơn ta theo lối cổ có giá trị sử dụng cao, mang đậm dấu ấn văn hóa và thể hiện lòng thành kính đối với các vị thần linh. Quy trình sơn ta theo lối cổ bao gồm nhiều bước, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và tay nghề cao của người thợ. Dưới đây là tóm tắt các bước cơ bản trong quy trình sơn ta theo lối cổ: Một, chuẩn bị gỗ được chọn lọc kỹ lưỡng, loại bỏ những phần gỗ sần sùi, mối mọt. Sơn ta được nấu từ nhựa cây sơn, sau đó được lọc và pha chế với các nguyên liệu khác để tạo ra độ bóng, mịn và bền đẹp. 2. Hòm bó Hòm bó là kỹ thuật tạo lớp nền cho tượng bằng cách đắp hỗn hợp gồm đất sét, bột mịn, sơn ta và sợi vải lên thân tượng. Lớp hòm bó giúp che đi những khuyết điểm của gỗ và tạo độ phẳng cho bề mặt tượng. 3. Sơn lót Sơn lót được sơn nhiều lớp để tạo độ phẳng và mịn cho bề mặt tượng. Sơn lót được làm từ hỗn hợp gồm đất sét, bột mịn và nước. 4. Sơn thí Sơn thí là lớp sơn màu được sơn lên bề mặt tượng. Màu sắc của sơn thí thường là màu đỏ, đen, vàng hoặc nâu tùy theo yêu cầu của khách hàng. 5. Sơn bóng Sơn bóng là lớp sơn cuối cùng để tạo độ bóng đẹp cho tượng. Sơn bóng được làm từ nhựa cây sơn nguyên chất. 6. Thép vàng Thép vàng là kỹ thuật trang trí tượng Phật bằng vàng lá. Vàng lá được dán lên các chi tiết của tượng như khuôn mặt, hoa văn, áo cà sa. 7. Đánh bóng. Sau khi sơn bóng và rát vàng, tượng được đánh bóng bằng lá chuối hoặc than củi để tạo độ bóng hoàn hảo. Ngoài ra, quy trình sơn ta theo lối cổ còn có một số lưu ý sau. Nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình sơn ta ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Kỹ thuật sơn ta đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và tay nghề cao của người thợ. Quy trình sơn ta theo lối cổ có thể mất nhiều thời gian. Kỹ thuật sơn ta theo lối cổ là một nét đẹp văn hóa truyền thống cần được bảo tồn và phát huy tượng phật sơn ta theo lối cổ tại đồ thờ đức hiệp mang nhiều giá trị to lớn bao gồm một giá trị nghệ thuật kỹ thuật sơn ta theo lối cổ là một kỹ thuật truyền thống đòi hỏi sự tỉ mỉ cẩn thận và tay nghề cao của người thợ những pho tượng phật được sơn ta theo lối cổ có độ bóng đẹp tinh xảo và mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống các hoa văn được vẽ tay tỉ mỉ thể hiện sự uy nghiêm thanh tịnh và của đức phật 2. giá trị tâm linh tượng phật là biểu tượng cho sự giác ngộ bình an và may mắn Việc thờ cúng tượng Phật thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Đức Phật và mong cầu những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tượng Phật Sơn Ta theo lối cổ mang đậm dấu ấn tâm linh, giúp gia chủ có cảm giác thanh tịnh, an yên trong tâm hồn. 3. Giá trị sưu tầm. Những pho tượng Phật Sơn Ta theo lối cổ là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có giá trị sưu tầm cao. Giá trị của tượng Phật Sơn Ta theo lối cổ sẽ tăng theo thời gian. 4. Giá trị thương mại. Tượng Phật Sơn Ta theo lối cổ là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ có giá trị kinh tế cao. Đồ thờ Đức Hiệp là một cơ sở uy tín chuyên sản xuất tượng Phật Sơn Ta theo lối cổ với chất lượng cao và giá cả hợp lý. Ngoài ra, tượng Phật Sơn Ta theo lối cổ tại Đồ thờ Đức Hiệp còn có một số ưu điểm khác như bền đẹp theo thời gian, dễ dàng lau chùi, vệ sinh, an toàn cho sức khỏe. Giá cả của tượng Phật Sơn Ta theo lối cổ phụ thuộc vào kích thước, kiểu dáng, chất liệu gỗ và độ tinh xảo của hoa văn.